trận đấu vòng 14 V-League 2022 tối 26 tháng 8 trên sân Lạch Tray, Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng đã chạy xuống sân và lớn tiếng với ban huấn luyện cũng như cầu thủ vì sự phối hợp thiếu kinh nghiệm ở những phút cuối trận. Theo ông Hữu Thắng, trong lúc đội đang bị dẫn 3-4 và thời gian không còn nhiều, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện quả ném biên nhanh hơn và chuyền bóng dài vào trong vòng cấm đội Hải Phòng. Thay vì phối hợp ngắn như đã diễn ra, có vẻ ông Hữu Thắng cũng không hài lòng khi các thành viên ban huấn luyện đội Thành phố Hồ Chí Minh không ra sát biên nhắc cầu thủ mình làm như vậy. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận các cầu thủ của mình đã thiếu kinh nghiệm. Và sự nổi giận của chủ tịch đội bóng là đúng. Ngoài vấn đề này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng còn cho rằng sự tập trung của các cầu thủ ở đầu các hiệp đấu là chưa tốt. Điều đó khiến đội chủ nhà có những bàn thắng khá dễ dàng, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ. Hàng thủ là vấn đề tôi cần cải thiện. Dù sao tôi cũng chưa hiểu hết khả năng của các cầu thủ vì mới nắm đội. Chúng tôi cần thời gian. Các cầu thủ cũng cần thích nghi với ý đồ chơi kiểm soát bóng của tôi. Điều đáng mừng là tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn. Với đội Hải Phòng, sự chủ quan khiến trận đấu của họ trên sân Lạch Tray khó khăn hơn rất nhiều ở 20 phút cuối trận. Trợ lý Đặng Văn Thành thừa nhận cả đội có đôi chút chủ quan và điều này cần phải cải thiện trong thời gian tới. Câu lạc bộ Hải Phòng đã để thua đến 3 bàn ở trận đấu này với một hàng thủ toàn cầu thủ nội. Tuy nhiên, trợ lý Đặng Văn Thành vẫn khẳng định các cầu thủ ở hàng hậu vệ chơi tốt. Không cần thiết phải kéo Mangde về như trước. Quả thật với việc đẩy Mangde lên cao đá cặp với Romario. Sức tấn công của đội Hải Phòng là rất khủng khiếp. Bộ đôi này đã ghi mỗi người 2 bàn thắng ở trận đấu vừa qua. Tất cả đều là những bàn thắng đẳng cấp. Thắng trận này, đội Hải Phòng đã vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng V-League 2022 sau 14 vòng đấu. Đây là bước đệm quan trọng để họ tự tin vượt qua 2 trận sân khách tới trong bối cảnh huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vắng mặt vì bận học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.